hứa hẹn chia sẻ doanh thu với người dùng. Sáng 23 tháng 7, mạng xã hội Gapo của công ty cổ phần công nghệ Gapo vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam. Chỉ sau 3 tháng phát triển từ tháng 4 năm 2019, Gapo đã được ra mắt trước công chúng. Gapo có tông màu chủ đạo là xanh lá. Giao diện của mạng xã hội này khiến người ta dễ liên tương đến một mạng xã hội phổ biến khác là Facebook. Ngoài những tính năng cơ bản của một mạng xã hội như nhắn tin, post bài, kết bạn, like, share, Gapo còn có thêm tính năng trang trí bài viết. Yêu cầu định danh tài khoản người dùng, Gapo cũng có tính năng lọc từ khóa tự động, có tim kiểm duyệt, lọc tin xấu dựa trên report người dùng. Ông Chu Đức Minh giám đốc công nghệ Gapo cho biết, trong tương lai mạng xã hội này sẽ dùng AI và machine learning để tự động kiểm duyệt cả văn bản, video và hình ảnh. Theo ghi nhận, vào đầu giờ sáng ngày 23 tháng 7, việc truy cập vào website gapo.vn có dấu hiệu bị chập chờn, nhưng vẫn có thể tạo được tài khoản và đăng nhập thành công. Tuy nhiên sang đến cuối giờ sáng ngày 23 tháng 7 website này đã chuyển sang chế độ giới thiệu ứng dụng gapo trên kho ứng dụng của hai hệ điều hành ios và android không còn hỗ trợ phiên bản trên web